trên cuộc đời ngoài cái sự sống như thế thì không có cái gì mà mình thích hơn nhau. Trời sáng. Ý là gì? Trần Minh Hiếu. Trời mê Hiếu. Trần Minh Hiếu là gì? Tôi mình bí đạo. Cách Trường Giang đặt tên cho con trai nhìn là biết mê trai đẹp này lắm rồi. Khi Trường Giang và Nhã Phương chào đón bé thứ hai trong lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngoài thông tin đó là một bé trai, cặp đôi còn để lộ đoạn video cả hai chọn đặt tên cho con trước giờ lâm bồn. Khi suy nghĩ tên nào vừa đẹp vừa ý nghĩa, Trường Giang liền nhắc đến ca sĩ Hiếu thứ hai. Nam danh Hải phân tích như sau: Trần Minh Hiếu là mặt trời sáng, thông minh và hiếu đạo. Nhã Phương liền nhắc đi nhắc lại: Minh Hiếu, Hiếu Minh, Thiên Minh Hà, Võ Thanh Hiếu Minh, nghe tên kỳ ha. Trường Giang đồng tình trước ý kiến của vợ, nó ngược ngược ha. Sau khi đăng tải, đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, Nhã Phương hạ sinh nhóc tỳ không đúng như dự định, vì thế ông xã Trường Giang không thể rời lịch làm việc. Đưa Nhã Phương đến bệnh viện lúc rạng sáng, dù rất lo lắng nhưng nam danh Hải phải hoàn thành công việc theo lịch trình. Nhã Phương bật khóc khi được đưa vào phòng sinh vì không có ông xã bên cạnh. Hiểu được điều này, Trường Giang đã gọi điện để trấn an tinh thần cho bà xã. Sau đó, nữ diễn viên lập tức điện thoại báo tin cho chồng khi con trai cất tiếng khóc chào đời.